Đây, anh em đang kiểm tra lại cái đồng hồ một chút. Đồng hồ này là đồng hồ dầu các bạn nhé, áp dầu. Đây rồi, có đây 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 em ơi, đưa 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 đây này, đây, đây, xoáy rồi xoáy rồi. Này hôm trước ấy ra này, ô đang nấu ấy à? Hôm trước con này là ấy ra thì quấn lại thì nó sẽ là một nửa dây đơ, chắc được một nửa dây đồng không? Không, nói trong nó sẽ bằng nhôm. Có vài cuộn và sợ. Thế thì đằng này nó đấy các bạn thấy, đấy, đây là dây nhôm. Quấn gần ra cái nơi nào cạo ra phát biết ngay mà. Không cạo không biết được. Không ra, trước nào mình cạo mình ra vào trong mới cạo được chứ. Cạo vào trong lõi cơ. Không, anh bây giờ như là lần sau kiểm tra đơn giản mình cạo luôn chứ. Cạo luôn thì nó nhiều cuộn mà, mình vào cạo trong xong bắt đầu là mình lại sơn lại được mà. Ấy mà mình cạo trong cuộn hết. Đúng rồi. Cạo cuộn nó sơn. Mua mới phát rẻ tiền khổ đấy. Còn sao nó dây nhôm quấn vài 4-5 triệu ngày bình thường. Ok chưa?